Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải thiện tính kịp thời của thông tin về dân số cũng như là nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu sẵn có, giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước và tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã chính thức được triển khai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 4 ở trên quy mô toàn quốc. Thực hiện theo chu kỳ 10 năm một lần, cuộc tổng điều tra năm nay được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, từ đó đề xuất nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính, tiến tới không thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở vào năm 2029. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trên hơn 94 triệu dân với khoảng hơn 26 triệu hộ, địa bàn trải rộng khắp cả nước, gồm những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng bãi ngang, ven biển và lực lượng điều tra viên được huy động lên tới 100.000 người. Cuộc tổng điều tra này nó là cơ sở để đánh giá về chất lượng dân số, điều kiện sống và ở, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là cái việc chỉ tiêu về mặt số lượng, mà hơn nữa là nó hướng tới một cái trọng tâm từ kiểm soát số lượng dân số thì sang kiểm soát cả về chất lượng dân số. Khác với những năm trước, thay vì phải mang hàng chục phiếu ghi khi đến hộ dân điều tra, trong cuộc tổng điều tra năm nay, các điều tra viên chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản như thế này trên bất kỳ thiết bị di động thông minh nào. Thông tin nhanh chóng được truyền về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay tại thời điểm điều tra. Phương pháp này giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng và rút ngắn thời gian xử lý thông tin. Mình tập hợp, rồi lưu trữ cũng như là phân tích, mình ứng dụng cái công nghệ vào thì nó tiết kiệm rất là nhiều cái thời gian cũng như là công sức trong các cái xử lý trung gian. Sẽ giảm bớt cái phần chi phí so với là những cái cán bộ mà có thể là dùng sử dụng viết giấy, hoặc là mình sẽ đỡ mất tốn cái thời gian mà mình xuống địa bàn thực địa. Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong năm đột phá mới trong đợt tổng điều tra dân số năm nay. Ngoài điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, người dân có thể điền trực tiếp bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet. Hai phương pháp này đều được thực hiện nhanh chóng và vô cùng bảo mật. Bảo mật thông tin quy định rất rõ trong luật thống kê, quy định rất rõ cái trách nhiệm của cái người đi thu thập thông tin và những người sử dụng thông tin thống kê, và ngành thống kê cũng như các điều tra viên đều có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện cái luật thống kê. Tổng điều tra dân số năm 2019 áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 2 giai đoạn. Theo đó, tổng điều tra dân số 2019 sẽ thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở thông qua điều tra mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm chi phí tổng điều tra. Có thể nói là qua nhìn lại cái bức tranh toàn cảnh của cái 4 lần tổng điều tra trước, thì có thể nói chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cuộc tổng điều tra này, như chúng ta đều biết, đây là cuộc tổng điều tra lớn nhất trong toàn quốc về cái dân số và nhà ở. Và ta có thể hoàn toàn tin tưởng và hoàn toàn kỳ vọng về cái cuộc tổng điều tra này. Bởi lẽ là với cái sự vào cuộc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Cái thứ hai nữa là với cái vận dụng tối ưu các cái thành tựu của các nước trên thế giới. Và cái thứ ba nữa là cái sự nỗ lực của cơ quan chủ quản. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019. Kết quả điều tra toàn bộ vào quý 2 năm 2020, các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý 4 năm 2020.